Chào anh em, để tiếp tục hoàn thành xong cái sào nhôm thủ công 7 mét cho khách ở phường 10 Bà Rịa Vũng Tàu nha tất cả các anh em. Cách mua cả sào lẫn cu lim luôn. Đó thì cu lim thép răng cưa, mẫu này hiện tại đang được anh em ưa thích bởi vì cái độ cứng, độ bền bỉ cũng như là cắt răng rất là đẹp. Anh em thấy đây, cái răng rất là dày bản và cứng chắc như thế này. Đó, hình trông thấy học rất là đẹp. Đối với những mẫu sào nhôm ở bên shop bán ra thì được bảo hành cho anh em 3 năm. Đây, sào này gọi là sào 7 mét trơn nha tất cả các anh em. Nhìn những cái đầu này nó không có cổ dê hoặc không có chụp đồng thì gọi là trơn. Còn nó có cổ dê hoặc chụp đồng thì nó là loại khác. Loại này thì ngàm nó ở bên trong, anh em chỉ cần kéo lên như thế này, khóa trái khóa phải thì nó được khóa hết. Bán ra thì sẽ bảo hành cho anh em tặng 3 năm, có tem dán bảo hành ở dưới tích sào như thế này cho tất cả các anh em. Một cái sào 7 mét như thế này thì nó sẽ bao gồm là 6 lóng và mỗi lóng của nó là 1,2. Và khi thu gọn lại nó sẽ kê nhau khoảng tầm 20 cm nữa thì anh em dự trù nó khoảng 1,4 nha tất cả các anh em. Đó. Một cái kích thước của cái sào 7 mét dạo gần đây là được nhiều anh em mua, bởi vì hình như đây là mà anh em thích một cái chiều cao 7 mét như thế này là một chiều cao lý tưởng.